Còn em? Em chưa có trả lời được là em có vướng mắc hay không. Cảm nghĩ của em á thì tại thấy anh trẻ quá so với cả em. Em còn muốn nói gì nữa không? Rồi nói nhất tất cả những gì suy nghĩ em. Đừng lo, cơ hội cuối cùng mà để thuyết phục được cô ấy. Mạnh mẽ lên. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian này nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ. Thôi đi bạn. Mời bạn gái. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em. Em tên là Lê Văn Dũng, em sinh năm 93. Hiện tại em đang là kỹ sư hệ thống. Đó là một ngành trong công nghệ thông tin. Bạn làm ở đâu? Em làm ở ngay vòng xoay dân chủ anh. Gần ở đây. Dạ. Ở quê ở đâu Dũng? Em đang sinh sống ở Biên Hòa. Là mỗi ngày em đi về thành phố Hồ Chí Minh với Biên Hòa hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chàng trai ở bên. Em tên là Nguyễn Trang Thành, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Lâm Đồng. Và hiện nay thì em đang làm kế toán. Em cũng có một cửa hàng nho nhỏ bán quần áo ở trên đường Huỳnh Văn Bánh á. Em có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không ạ. Bên kia là sinh năm 93 là 25 hả em? 25 ạ. 25 đúng rồi, em là sinh... Dạ, em là sinh năm 90, em 28 tuổi. 8, dạ. Bạn trai có vấn đề gì về vấn đề tuổi tác không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì thoải mái ha, mình em giới thiệu. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Đúng rồi. Điểm mạnh của em á thì em là người quyết đoán, em có ý chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em á thì thực sự là cái thân hình của em á nhìn nó nhỏ nhắn, không có được manly lắm. Cộng với lại là cái tính em rất là nóng tính nữa. Ồ, người gì mà nóng tính à? Dạ. Không được manly mà sao nóng tính? Dạ không manly chứ không phải là bên trong không manly ạ. Nó chỉ là bên ngoài thôi ạ. Nhưng mà anh thấy em đầy nam tính đó chứ. Rồi bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Em rất là hòa đồng, em biết nấu ăn, cũng rất là dễ tính. Mọi thứ thì em rất là dễ chịu. Vậy là được rồi, còn điểm yếu của mình? Tuy là em rất là hòa đồng, rất là dễ tính, nhưng mà em cũng có những cái nguyên tắc. Thành ra là nếu mà ai đụng vô cái nguyên tắc của em thì em rất là khó. Nguyên tắc gì? Ví dụ cụ thể luôn đi em. Dạ mình đang mệt á, mà ai mà cứ hay bắt chuyện mình nữa thì mình sẽ rất là khó tính. Dạ lúc đó chắc em chửi. Em chửi luôn á? Vậy làm sao ta biết lúc nào em mệt, lúc nào em vui? Dạ nên em cũng thấy có nhiều khi em sai quá. Mốt mình mệt mình phải nói hoặc để cái bảng đang mệt miễn tiếp khách, thí dụ vậy. Dạ nên nhiều khi em mệt á là cái mặt của em nó rất là lạnh lùng. Đâu ví dụ mặt lạnh lùng sao đâu? Tại vì đang lúc này đang vui quá. Lúc này đang vui quá hả? Dạ. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Rồi tình trường của em thì sao? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình nhưng mà không có đi đâu tới đâu hết. Coi như là cái thời gian mà em không còn yêu ai nữa ngưng á là khoảng cả 4 năm. Em đi làm tối về là cũng mệt quá rồi, lâu lâu là đi uống cà phê với bạn bè, đi ăn gì thôi. Dạ thành ra là cũng không có tiếp xúc gì với mọi người nữa. Rồi để coi chàng trai bên kia tình trường coi sao, có kinh nghiệm gì không ha. Dùng mấy mối tình rồi? Thì em cũng có vài mối tình nó không đi đến đâu. Cái lý do mà tới giờ em vẫn ế thì em nghĩ là do em khó tính. Có một số chuyện em thấy rất là nhỏ, như bạn nữ nói là đụng vào cái nguyên tắc của mình á. Cho nên là em rất là khó chịu trong trường hợp đó. Mà trong những lúc khó chịu, mà trong lúc nóng giận á, thì thay vì đôi khi thì em sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà do cái đôi khi cái tôi của em hơi cao cho nên là em toàn im lặng không anh. Cái đó cũng cá tính nhưng mà đôi khi nó cũng thất bại. Dạ. Nha. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích nhất là bạn nữ dịu dàng, chút cá tính cũng được. Và bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xanh xanh đó anh. Kiểu tóc hơi xanh xanh. Dài hơi xanh xanh nữa ha. Cái kiểu nó Bồng bền nữa. Dạ nó như mì tôm á anh. Em thích nhất là một bạn nữ mà thông minh, nhanh nhạy. Em rất thích điểm đó luôn. Có điểm gì em không thích cho người phụ nữ không? Là họ hút thuốc lá. Em còn vẫn quan trọng tính cách, bởi vì em gặp xong thì em mới biết được là em có thích hay không. Rồi một chút xíu hai bạn sẽ trao đổi ha. Dạ. Bây giờ bạn gái mẫu người lý tưởng của em đặt ra là như thế nào? Dạ em không có đặt nặng cái vấn đề ngoại hình. Dạ em chỉ cần là bạn nam đó phải chín chắn một chút. Dạ với lại là không hút thuốc. Em không có thích bạn nam nhậu nhẹt. Thật ra thì em thích người con trai mà phải có chính kiến. Đơn giản ha. Chỉ cần quan tâm yêu thương mình thôi ha. Đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt. Mấy cái tiêu chí đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng 100% ạ. Đây sáng sủa lắm mà. Nhưng mà có gọi là quyết đoán trong công việc, người có lập trường vững chắc không? Em không dám nhận xét, tự mình nhận xét như thế, nhưng mà em nghĩ là em có. Dù em có chững chạc quyết đoán, em đẹp trai nhưng mà em vẫn là nhỏ hơn cô này 3 tuổi. Dạ. Người ta sẽ chững chạc hơn, trưởng thành sớm hơn em nữa. Em có ngại là em bị lép vế, em bị non hơn bạn gái không?
Nếu mà em càng thích em càng thấy đó giống như một thử thách hơn đấy chứ. Mình học được quá nhiều từ bạn nữ hơn mình tới tận 3 tuổi mà. Nhưng mà học xong rồi có bỏ đi không? Cái chuyện đó thì để thời gian nó quyết định còn hơn là mình hứa trước từ bây giờ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ, em nghĩ là em chung thủy. Sự nghiệp em đã ổn định chưa? Công việc thì ổn định rồi nhưng mà em mình muốn hơn nữa. Đúng rồi, đương nhiên mình trẻ mình phải cầu tiến chứ. Nếu lập gia đình thì em định như thế nào? Dạ, hiện tại thì cũng có nhà dưới Biên Hòa và cũng có nhà trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là ở đâu cũng được ạ. Cố gắng lên, một chút xíu nữa thuyết phục bạn nữ dễ thương lắm. Dạ, em cảm ơn. Sẽ có mì tôm ăn mỗi ngày. Một chàng trai hình rất ok. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào đàn gái. Ồ, rất là xinh. Chàng trai bên đây có vẻ cũng rất là công tử ha. Đẹp trai đó, chắc chắn là cũng có dễ nhiều cô để ý lắm. Đúng rồi, ghen không em? Cũng có ghen. Mà ghen cách nào? Thí dụ như em gặp một chàng người yêu của em đi với một cô gái nào đó. À, mét mẹ của bạn. Mét mẹ của bạn hả? Dạ. Nhìn mét, chơi cho mét. Chơi mét. Dạ, hồi nãy là giỡn với anh thôi. Thì em sẽ hỏi thử xem thử coi là mối quan hệ đó là gì, để xem anh giải thích. Còn nếu như mà anh đi quá xa thì sẽ có những cái biện pháp khác. Dạ, nó mạnh tay hơn. Biện pháp từ từ tăng lên ha. Dạ đúng rồi. Em thích gì nhất về người đàn ông? Trầm tính. Dạ, biết lắng nghe. Có thích đàn ông ga lăng không? Dạ thích. Một cô gái rất là dễ thương, dễ tính ha. Được đó, bản lĩnh lắm nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. À, chị đồng nghiệp, cho chị gặp đồng nghiệp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay. Qua theo dõi hai bạn nãy giờ thì em có chút ý kiến á, là đối với bạn Dũng á, thì thấy là Thành á, là một người lanh lẹ, quạt bác, hòa đồng, nên là cái phần tuổi tác nó có hơi chênh lệch, nhưng mà cái ngoại hình của Thành nó cũng nhỏ nhắn dễ thương, nên thì nghĩ là cái tuổi tác nó cũng không quan trọng. Còn về phía Thành á, thì thấy bạn Dũng bên đây cũng là người nghiêm túc, dễ chịu, ngoại hình thấy cũng được, đẹp trai. Thì hy vọng là hai người sẽ bấm nút để có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn. Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai với lại em họ. Anh ruột á hả? Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì như này Dũng nói thì đúng á, Dũng là một người rất là cá tính đấy, và rất là quyết đoán đấy, thích là làm. Còn nhận xét về bên bạn anh ấy Dũng. Dạ. Anh thấy được đấy. Chú tiến hành anh. Anh ủng hộ. Rồi, nhưng mà cái đó là tùy duyên của hai đứa nha. Có nghị quyết rồi đó. Chú tiến hành thì anh ủng hộ rồi đó. Anh thua mình nữa thôi chứ người nhà là ủng hộ hết trơn rồi. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Rồi, mời hai bạn. Mì tôm. Chào bạn. Hôm nay mình đi lên á, thì mình có mua một bó hoa để tặng bạn. Ừ. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn gì? Cảm ơn em. Được. Chủ động lên. Thì để anh bắt đầu trước ha. Tối mai em có rảnh không? Dạ rảnh. Em ở khúc nào á nhỉ? Em ở quận 10. Vậy ngay chỗ anh làm việc luôn rồi. Mình hay gặp nhau được lắm á. Dạ. Vậy thì tối mai á, sau khi anh làm việc xong á, anh sang rước em ha. Tụi mình đi ăn. Em ăn nhiều lắm đó nha. Ừ, không sao. Anh á, thì khi thấy á, thì thấy em rất là một người rất là dễ thương. Thì cái chuyện tuổi tác á, thì không có quan trọng. Mà cái gương mặt anh á, thì hơi non. Chắc là mọi người sẽ thấy là hơi gai một xíu. Hả? Hơi gì? Hơi gai ạ. Không, chị thì thấy em không có gì gai. Nhưng mà từ lúc em chéo cái chân chị thấy gai á. Con trai phải banh banh ra chút xíu rồi. Rồi chị. Đó, đúng rồi. Đó, banh rồi. Chân lên gì? Thiệt tình. Anh là một người có vẻ ngoài nó không có được manly cho lắm, thì đôi khi anh cũng thấy hơi tự ti về chuyện đó. Theo suy nghĩ của chính bản thân em á, thì người đàn ông á không có cần thiết phải quá ngoại hình. Cái mà họ cố gắng thể hiện mình là cái thực lực của bản thân. Đó là cái suy nghĩ của em, anh cũng đừng có suy nghĩ gì về ngoại hình của chính bản thân mình hết á. Để hiểu nhau hay là để hiểu hơn về tính cách của em á, mình gặp ở ngoài á thì mình sẽ gặp nhau, mình nói chuyện được nhiều hơn. Có bấm nút thì mới gặp ở ngoài được. Dạ. Mà nói chuyện hồi không ai bấm nút hết là hết gặp ở ngoài luôn. Dạ, em thích tóc ngắn. Có sao không? Đối với anh thì nó không sao, nhưng mà đừng có ngắn như anh thì được thôi.
Cái chuyện hôn nhân á thì anh phải 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh một mối quan hệ nếu mà dưới 2 năm á thì thực sự không có đủ hiểu rõ. Anh em thì em có thấy ổn không? Em thì không có đặt nặng cái vấn đề là yêu rồi 2 3 năm cưới. Mình sẽ dùng cả đời để mình hiểu nhau chứ mình không thể nào mà 1 năm 2 năm để mình hiểu hết được. Thì đối với em không có quan trọng cái thời gian để cưới nhau. Chỉ có điều là mình có đủ sẵn sàng hay không thôi, tại vì cái trách nhiệm phía trước. Đúng rồi. Cảm nhận bây giờ mọi người, hai người hãy nói lên cái suy nghĩ của mình hiện tại. Anh sẽ bấm nút và anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của anh. Còn em? Em chưa có trả lời được là em có bấm nút hay không. Cảm nghĩ của em á thì tại thấy anh trẻ quá so với cả em. Em còn muốn nói gì nữa không? Rồi nói nhất tất cả những gì suy nghĩ em. Đừng lo. Cơ hội cuối cùng để thuyết phục được cô ấy. Mạnh mẽ lên. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian này nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay. Câu này hay. Đặt ta lên nút bấm đi các bạn. Anh có quá trẻ so với em hay thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, không phù hợp, không bấm. Hãy đưa ra quyết định của hai bạn sau 3 tiếng đếm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Chúc mừng em trai. Chúc mừng em gái. Hồi hộp không em? Dạ có. Lo quá hả? Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Anh em trai rất là bối rối. Có sao? Thể trong giây phút này chúng ta không bao giờ quên được, đúng không em trai? Sao em hù em trai chị vậy? Hả? Là em chọn ảnh từ câu nói cuối. Còn mấy câu nói hồi nãy không có chọn. Câu nói cuối rất hay nha. Cảm giác em trai lúc này thế nào? Dạ thì may mà nhờ có câu nói cuối. Cho mình cố gắng đi em. Dạ. Bây giờ chúng ta thể hiện những gì mà các bạn đã bấm nút thể hiện. Đó là gì? Okay. Hôn nhau. Đẹp quá. Đây là quà tặng một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% dành cho các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương. Không dám, mới con mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Để đến đây là phải nói chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có 4 anh em trai. 4 anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ 4. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình, thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Dạ, sự nghiệp và gia đình. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi, nếu như trong khi con lập gia đình, thì hàng trăm đức tính, thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Con cứ trả lời tự nhiên, con đừng ngại, bị đây rồi sự thành thật. Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này, người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi tu thân. Thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thường. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay cũng như chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Rồi thôi, có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, con Đức Phi, tức là cha nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Tức là con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con. Và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Nhưng mà để cho thời gian tìm hiểu đi, rồi tụi con tiến tới thì cái phần của con thì cha mẹ cũng đã chuẩn bị cho con ha. Rồi tùy con. Rồi cảm ơn chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn.
Mình mở rào ra, hai bạn gặp mặt nhau rồi chúng ta quyết định ha. Mở rào. Cảm ơn quà tặng anh em. Cảm ơn em. Rồi đó, lần đầu tiên các bạn gặp mặt nhau, các bạn cảm nhận như thế nào? Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào. Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Cảm ơn. Đen quá không? Em hơi xúc động, cha em nói em hơi xúc động xíu. Dạ. Em là làm đến mai áo dài luôn. Dạ. Dạ, giờ đang mai ở dưới nhà luôn. Dạ, em mai cho gia đình em. Thế bạn gái em học học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, học mai từ giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên ngày mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. Cũng mai áo dài luôn á. Cũng mai quần áo, cũng áo dài luôn. Dạ. Dạ. Anh đi trên Sài Gòn như bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Dạ. Để có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Thì hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Em cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ. Em cảm nhận như thế nào khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Anh sai. Không à, nhìn thấy nói chung là em muốn người hiền hiền. Tim đập mạnh chưa, có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Em gái hát lại đối đáp với bạn trai đi. Dạ vì em tặng cho anh với lại mọi người ở đây một bài, một khúc nhé. Em nằm em mơ một ngày trong veo, một mùa yên yêu, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một dòng sông xanh, một bờ tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời? Dạ. Rồi bây giờ cái kế hoạch mình hẹn hò như thế nào, hai em tính với nhau đi, bàn với nhau đi, kế hoạch hẹn hò kết hôn sao? Không biết sao ta. Tại em thì em không đi xa được. Em đi xa xe em hay bị say á. Say xe có anh chở xe máy đâu có say. Ngồi xe máy có bị say không? Không say nhưng mà sợ cha em say. Cha em say. Hỏi bạn ấy ở đây giờ nào rảnh rồi đó. Mấy bạn cụ thể coi là sao đó. Hỏi công việc bạn đó là sao? Hẹn hò giờ nào, một tuần gặp bao nhiêu lần? Dạ. Trời ông nhát quá vậy ông. Ngày em rảnh giờ ngày nào anh có thể đi qua đón em thích gì, coi phim, thích uống cà phê hay thích chơi đá banh, ý thích chơi đánh banh gì đó, hỏi tới không đi. Không biết khi nào em rảnh để anh có xuống chơi. Có thể hẹn gặp nhau. Dạ, thời gian á thì em cũng bận suốt à. Nhưng mà thí dụ như anh sắp xếp, anh có thời gian rồi anh bạn với em thì em có thể cố gắng tranh thủ được. Tại anh ở trên đây thì cũng xa nên nếu mà
Chắc cỡ 1 tuần 2 tuần mới về đây chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Biết cổ ở đâu không? Nhớ cổ ở đâu không? Không nhớ nữa. Còn chỗ em ở đâu nãy nghe em gõ. Dạ em ở Cần Thơ. Cần Thơ cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua cái cầu là tới rồi. Dạ cũng gần anh. Gần hả? Dạ gần. Đây anh chạy về với chắc chừng 4 tiếng. Chạy đâu mà về tới 4 tiếng? Dạ Sài Gòn về. À. Cái bè qua Cần Thơ gần lắm. Cái bè em vượt qua Vĩnh Long là em tới cái bè Cần Thơ rồi. Dạ. Ở chỗ nào hỏi luôn đi. Dạ em ở chỗ nào? Dạ em ở ngay trung tâm. Ngay trung tâm thành phố là Ninh Kiều. Ninh Kiều. Dạ. Vậy cái qua phà Vàm Cống là chỗ nào ta có qua? Làm gì phà Vàm Cống? Vàm Cống là đi Long Xuyên ông ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc một khúc nó cũng vô Cần Thơ. Trời ơi, ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Cô này mặc áo bà ba đẹp lắm á. Chiếc áo bà ba đó nhớ không? Dạ đẹp. Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà giờ em thí dụ giờ hai đứa quen nhau, em sẽ một tuần mấy bao lâu mới về Cần Thơ một lần? Chắc khoảng nửa tháng, một tháng thôi. Rồi hai đứa tính thí dụ yêu xa vậy tính sao, nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Thì cái công việc của anh thì trên này anh cũng làm bình thường nha. Rồi khi nào ổn định thì anh về quê thì đó mấy. Thì quen nhau thì nói chung yêu xa mình phải chấp nhận tin tưởng lẫn nhau thôi. Tại vì nếu thương nhau thì tin tưởng lẫn nhau để thay đổi vì nhau. Dạ. Dù cổ muốn về Cần Thơ sửa điện lạnh được không? Dạ được anh lạnh. Nói hứa với cổ đi. Thì nhìn cổ kìa, nhìn cô đó. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm dưới luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ba mẹ thì mình ở đó cũng gần mà, nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ. Thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. À. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nếu anh được đến với em, anh sẽ làm gì với em? Anh chăm sóc em thế nào? Nói đi, bằng cả trái tim của mình đi. Nói những gì mình đang suy nghĩ đó. Cái cổ đang lo lắng đó, ừ. Tại hơi xa xa rồi thấy em không có quyết liệt là cổ hơi lo đó. Nói chung mà nếu mà quen được em thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Như lại nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Yeah. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nhá, máy lạnh nhà em hư thì sao? Dạ chắc em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. Wow. Bạn gái có cảm nhận như thế nào về người bạn trai đối diện? Em nghĩ là anh chân thành đó. À. Chân thành. Một chàng trai rất là mộc mạc luôn đó. Ha. Dạ. Đây là những con người họ sống rất là thật thà đó. Chất dạ. Phát, người miền Tây là vậy đó. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Bây giờ mình đã có thời gian để nói chuyện với nhau rồi. Có ba mẹ ngồi dưới nữa. Đó. Ok nút. Đây nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây. Rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Nắm tay nhau đi. Sao bấm sớm vậy cưng? Dạ. Anh nắm tay nhau đi cái đã. Em sợ nút không em?
À. Dễ thương quá ha. Bây giờ đó, thưa với bà bác đi, xin phép bác bắt đầu từ bây giờ con xin phép là con hẹn hò với lại em, nhớ tên gì không? Dạ. Nhớ em gái tên gì không? Vì. Cái gì Vy? Đức Vy. Được, nói đi, bắt đầu bây giờ xin phép hai bác cho con hẹn hò với Vy. Con sẽ cố gắng gì nói với bác, hứa với bác đi. Nắm tay dạ. Trước cái đã. Trời rung. Dạ, thưa hai bác, thì hôm nay đến chương trình được quen Vy thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được với MV và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho MV. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ, con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Trúng chưa? Dạ rồi. Trúng chưa? Trúng tóc rồi anh. Hả? Trúng tóc rồi. Trúng tóc đâu có được. Phải trúng. Dạ rồi. Hả? Dạ rồi. Trúng đâu rồi? Trúng má anh. Thấy sao? Hơi rung. Hơi rung. Rồi thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nhau có đây là ra chiếc vé xem phim ha. Của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng dẫn nhau xem phim. Nắm vậy là đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó, hôm nay hai gia đình có mặt rồi, đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha. Nhớ về Cần Thơ thăm nhiều nhiều một chút nha. Dạ. Rồi đây cầm vé đi coi phim dạ. Để tìm hiểu nhau. Đây,